Vâng, xin kính chào toàn thể các bác đang theo dõi kênh YouTube Trang Linh Nhật Bãi nhé. Ngày hôm nay bên em sẽ tiếp tục lên cho bác 3 mẫu mã sản phẩm đến từ hai thương hiệu khác nhau nha các bác nhé. Đó, theo từng phân khúc mẫu mã sản phẩm một. Đấy, mẫu mã đầu tiên em lên cho bác là một em Juicy Juicy. Em này thì với ngoại hình màu thân vỏ bằng nhựa nhé, màu trắng sữa nhìn rất là đẹp. Sản xuất năm 2019, công suất em này là 1105W nha các bác nhé. Nồi này là nồi cao tầng nha các bác nhé, nồi cao tầng. Đó. Đếp khá là cao 2019. Hình thức 4 xung quanh quay tổng thể cho bác. Độ mới đạt trên 90-95% nha các bác nhé. Quá xuất sắc cho một em Juicy Juicy này. Em đi vào chi tiết bên trong nha các bác nhé. Đây, hàng em đã qua tuyển chọn thì toàn những chiếc siêu phẩm thôi các bác này. Đó. Chất gioăng này, đi từ chất gioăng này. Đây là em đã test này. Hơi nước đang bốc lên nha các bác nhá. Test gọn ok hết rồi. Đây các bác nhìn cái lớp lòng của em thôi. Cực kỳ đẹp luôn nha các bác nhá. Long lanh luôn. Đó. Ui giời, xuất sắc chưa? Quá xuất sắc nha các bác nhá. Hình thức đạt 95% nhá. 99% đấy ạ. Juicy Juicy năm nay thì được mệnh danh là vua đầu bếp. Đó, ở bên Nhật người ta đặt biệt danh là vua đầu bếp nhau nhá, hoặc là chiếc nồi con voi. Đó. Đối với dòng này thì điện đóm em đã test ok hết rồi, và bên em chính sách bảo hành mỗi sản phẩm các bác chốt thì bên em sẽ cam kết bảo hành cho các bác là 3 tháng sử dụng kể từ khi các bác nhận hàng, đồng kiểm với bên bưu điện nhá. Đó. Thời gian nấu cơm em này lên đến 60 phút. Đó. Thường nấu lâu thì chất lượng cơm thì trải qua những cái quá trình nấu tổng hợp, người ta nghiên cứu thì chất lượng cơm rất là ngon, săn nha các bác nhé. Đó, đây là menu này, đây là hâm cơm này. Mọi chức năng em test ok hết rồi nha các bác nhé. Đấy, hẹn giờ này. Rất là tiện lợi nha các bác nhé. Sản phẩm đầu tiên, Juicy Juicy. Mã đầu tiên màu trắng nha các bác nhé. Rất là đẹp. Em này em để cho bác cái giá là 1.250.000 nha các bác nhá. 1.250.000 một em Juicy Juicy. Phân khúc cao cấp, ngoại hình đẹp long lanh nha các bác nhá. Quá xuất sắc luôn. Không điểm trừ nhá, không góc chết luôn. Quá xuất sắc luôn. Đó. 2019 đấy ạ. Các bác có nhìn thấy không ạ? 2019 nha các bác nhá. Tiếp theo sản phẩm thứ hai em giới thiệu cho bác một phân khúc cao cấp nhá, đến từ thương hiệu Panasonic này. Em này sản xuất năm 2020 nha các bác nhá, 2020. Em này công suất em này là lên đến 1210W nha các bác nhá. Đó, nồi dung tích 1 lít. Thành quách em này cũng màu trắng rất là đẹp luôn, nhìn rất là sang trọng trong gian bếp của gia đình mình 2020. Đó. Em này đầy đủ các chức năng này, nấu ở nhiệt độ 220 độ C nhá. Steam, tái tạo bùa hơi nước nha các bác nhá. Có rất nhiều phân khúc chế độ nấu này. Nấu cơm này, nấu cháo này, nấu gạo lứt này, nấu cháy này, đó, lấy nấu cơm cháy nha các bác nhá. Cơm cháy chứ không phải là nấu cháy kia, đó. Ngoại hình rất là đẹp này, các bác nhìn mặt Panasonic rất là đẹp luôn. Đấy, thiết kế cực kỳ bo viền. Em đi vào chi tiết bên trong này các bác này. Đấy, bên em cũng đã test cơm ok rồi. Đó, về các bác chỉ việc sử dụng nhá. Em này rất là đẹp luôn, gioăng xanh gì luôn, nấu ở nhiệt độ lên đến 220 độ rồi. Đây, em này cũng có ly nước bù ẩm nha các bác nhé. Đó, cực kỳ đẹp luôn, sáng quắc luôn nha các bác nhé. Đây, em đã test ok hết rồi. Đó, ly còn rất là mới nha các bác nhé. Đây, lòng xoang thì nguyên lớp phủ kim tuyến. Đây nước em test rồi nha các bác nhá. Test nước, test cơm rồi. Đó. Xoang, đáy xoang không một vết xước nào luôn. Nói chung là hàng xài lướt. Các bác lưu ý cho em như vậy nhá. Nhưng giá thành nó sẽ cao hơn tất cả các địa chỉ số khác đó. Cơ bản là cái chất nồi sẽ nói lên cái giá thành. Quan trọng là các bác đã sử dụng được một em nồi mới. Đó. Độ mới đạt 90-95%, thậm chí còn 99% luôn. Đó. Có những em mà người ta bỏ quên không sử dụng luôn. Bên em cũng đã sưu tầm để lên cho bác.
Panasonic này nhé các bác nhé. Đó, thiết kế ngoại hình do xong em quay tổng quan cho bác rồi. Điện đó em test ok nhé các bác nhé. Đó, em này thời gian nấu cơm là 43 phút nha các bác nhé. Hẹn giờ cơm chín này, hâm cơm này, menu chọn chế độ nấu này các bác này, nhiều tính năng nấu lắm. Nấu xôi, nấu cháo, nấu chè, nấu gạo gứt nứt này, là nấu đủ kiểu, nấu sushi các kiểu. Em này thiết kế rất là đẹp và em này trong phân khúc cao cấp nha các bác nhá. Nên giá thành nó sẽ cao. Và hiện tại shop em đang bán em này với cái giá 2.550.000 nha các bác nhá. 2.550.000 một em Panasonic nấu ở nhiệt độ 220 độ nha các bác nhá. Đó, tem tái tạo bùa mà hơi nước. Sản xuất năm 2020 luôn. Đó, đét cực kỳ cao luôn nha các bác nhá. 2.550.000. Với những cái đơn hàng mà trên 1 triệu đã bác chuyển khoản thì bên em sẽ bao ship cho bác nhé. Và chế độ bảo hành cũng sẽ là 3 tháng kể từ ngày các bác nhận hàng đồng kiểm với bên bưu điện nhé. Và chiếc thứ 3 em sẽ lên cho bác một phân khúc của hãng Sanyo đây. Em này là dòng Sanyo nha các bác nhé. Phân khúc cao cấp của hãng Sanyo đó. Thường thì Sanyo thì thường thì những cái đời Sanyo thường 2010 trở xuống nha các bác nhá. Đó, ngoại hình em này rất là đẹp này, thành quách muốn xung quanh long lanh luôn nha các bác nhá. Nếu bác nào đã trải nghiệm sử dụng cái dòng Sanyo rồi, các bác biết chất cơm nhá, cực kỳ ngon luôn. Đây, bên em test ok hết rồi nha các bác nhá. Giòn này, giòn đẹp long lanh luôn nha các bác nhá. Mặt này chưa bị chảy xước gì đâu. Đó, cực kỳ đẹp và cực kỳ mới nha các bác nhá. Lòng xoong vàng này các bác ạ, lòng xoong vàng không một vết gì luôn. Đây vết nước nha các bác nhá. Em test cơm. Xoong em này rất là dày luôn, cầm rất là nặng nhá. Đây các bác nhìn đáy mâm từ đằng trong này, bên trong này rất là đẹp luôn. Chức năng nấu cũng rất là phổ thông, đa dạng nấu. Dòng này là có áp suất nha các bác nhá. Đó, điện đóm ok rồi, nấu cơm 40 phút nha các bác nhá. Menu nấu này rất là nhiều chế độ nấu nhá. Và hiện tại em này bên shop em đang bán với cái mức giá là 850.000 nha các bác nhá. 850.000 một em Sanyo có áp suất nha các bác nhá, cực kỳ dễ dùng. 850 thôi ạ. Đó, cũng là cái mã số 3. Đấy, các bác ưng một trong 3 mã thì các bác gọi điện trực tiếp em qua số điện thoại 0859 828 123. Bên em có ship cọc toàn quốc nha các bác nhá. Các bác nhận hàng kiểm tra bên bưu điện đồng kiểm đúng như sản phẩm mẫu mã hình thức thì mới gọi là mới phải thanh toán nha các bác nhá. Đó, cũng là cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết cái video này. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở cái video tiếp theo.